Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tài TV. Hiện giờ thì Ước đang có mặt tại thôn Lùng Bẻ của xã Kim Linh. Đấy, hôm nay là đi cùng Ước là có anh Huyện trưởng thôn. Hôm nay là Ước vào đây để trao số tiền của anh Thuận ở Vũng Tàu, là anh có gửi cho gia đình anh Giang trước bị cháy, là hỗ trợ giúp gia đình anh Giang là 10 triệu. Tất cả một bác giấu tên là có giúp 200.000. Đấy, tổng là 10.200.000. Thì hôm nay Ước vào đây cùng với anh Quyển sẽ đi vào trong gia đình anh Giàng để trao cái số tiền của các bác có Mạnh Thường Quân gửi cho anh gia đình. Bên trong này là đường thông nhà đâu nhỉ anh Quyển nhỉ? Anh Quyển ở đây hết, ở bên trong này còn có 6 hộ nữa là hết rồi. À, không có đường thông. Trong này là đường cụt đấy đúng không? Ở thôn thì có mỗi một đường thông duy nhất là đi sang bên Hà Cồng này. Đường ngược trở ra. Đấy, đây là nhà anh Giang bị cháy là chuyển làm cái lán tạm ở trên này các bác. Trước là cũng được các anh em ở trong thôn vận động ra giúp làm cái lán tạm ở đây. Đi đường nào nhỉ anh nhỉ? Đường này lên được. Bà con làm cật lực trong một ngày hỗ trợ được cho gia đình. Các em nhé. Xin chào anh. À? Mới đi làm về à? Đây anh Sư, đi vào trong nhà này. Để lán tạm ở trong này. Còn nền nhà lần trước cháy là ở trong này. Đấy. Gia đình này cũng đã ấy. Đang đào san phải không anh? À, san lại nền. Mùa này mùa mưa ấy, ở trong những chỗ không đảm bảo lắm, gia đình cũng không chịu. Chào cả nhà. Chào cả nhà nhá. Quỳnh Hương Nhi ơi. Diễm. Chào anh. Phú. Xin chào. Trên ngồi anh chị. Chắc đi học rồi nhỉ? Đi học chưa? Đi rồi. Thóc này là anh em mang sang cho. À, thóc này là anh em mang giúp à? Mang sang giúp à? Mang một bao thì... trong nhà, trong làng. À, anh em trong làng là giúp mỗi nhà một bao. Đấy, để hỗ trợ gia đình, bởi vì lần trước các bác có xem video của Ước này thì nhà như là cháy hết rồi. Cháy hết cả thóc, cả ngô, quần áo. Thế là mượn hết. Đấy, em kể bảo là nhà là lần trước là mượn, cái ván này là mượn của hàng xóm đến đó, để giải tạm thôi. Đây là hai con của anh Giang à? Con lớn nhỉ? Nói nghe.
Anh Giang này chắc anh sinh năm bao nhiêu? 93. À, 9 mấy tuổi hơn thôi. Thế là em thôi. Lần trước là tưởng anh 89. 93. Em nữa đi. Ờ rồi, xin. Hôm nay anh vào đây là cùng với anh Quả Quyển vào đây là hôm trước là lên là anh có quay chia sẻ nhà em đấy bị cháy đấy. Thì có hai bác là hỗ trợ gia đình em. Có bác Thuận ở Vũng Tàu là có gửi cho anh là 10 triệu. Với một bác giấu tên là gửi 200. Tổng là 10 triệu 200. Đấy, thì hôm nay anh lên đây thì anh vào anh đưa cho gia đình. Hỗ trợ được một phần nào đó thôi nhá. Trước thì anh định vào nhưng mà hôm nay cũng bận đây nên là không vào được, hôm nay mới vào được. Vâng, gia đình em cảm ơn. Cảm ơn anh Thuận thôi. Thuận ở Vũng Tàu. Thì anh Sự anh đếm tiền giúp em này. Không đây không thì cho Giang này đếm luôn này. Đây là 10 triệu nhá của anh Thuận. Đây em đếm đi. Đếm đủ 10 triệu đi. Đủ chưa? Đủ 10 triệu chưa? Đấy, đây là số tiền của anh Thuận nhá. Còn 200 nghìn là của một bác giấu tên. Đấy, là hôm nay anh vào anh đưa cho gia đình nhá. Đây, anh gửi 200 là của một bác giấu tên. Gửi cho gia đình em. Em xin cảm ơn. Qua đây thì ước xin thay mặt gia đình của em Giang cảm ơn anh Thuận ở Vũng Tàu với một bác giấu tên đã hỗ trợ giúp gia đình nhà em Giang. Đấy em cất tiền đi nhá. Vâng. Thế là có dự tính gì làm nhà hay là thế nào không? Chắc là dự tính mấy tháng nữa làm. À. Cố gắng làm. Mấy tháng nữa làm à? Vậy mượn anh em làm. Vẫn làm nhà sàn hay là xây? Nhà sàn bê tông. À, nhà sàn bê tông à? Đấy, cố gắng nhá. Vâng. Nhà em Giang ấy thì về phía thôn cũng như là gia đình cũng gia đình em ấy cũng xảy ra hỏa hoạn không mong muốn. Hiện tại thì bây giờ ở trong cái chỗ nhà tạm thì cũng khá là chật. Đảm bảo cho cái mùa mưa bão. Vâng. Cũng đến động viên qua các cái chương trình hỗ trợ thì cũng nhận được một chút, tuy rằng không đủ nhưng mà cũng vận động cho em cố gắng vay mượn thêm để làm nhà trong năm nay cho đảm bảo. Chứ không thì bây giờ cái nhà tạm ấy thì chắc chắn là cũng được vài tháng đến một năm nhưng sợ là mưa bão bất chợt ấy. Vâng. Con người hoặc là về sức khỏe cũng không đảm bảo lắm. Đối với cơ bản cũng không biết giúp gì nhiều. Cũng hỗ trợ gia đình cũng bằng ngày công. Với lại nhận định cho anh em trong nhà với tinh thần thương hàng xóm hỗ trợ bằng ngày công này rồi là hỗ trợ bằng thắt gạo. Còn hôm nay ấy thì qua cái chương trình kênh hai bước thì cũng thay lời cho gia đình cũng xin cảm ơn cho anh Thuận với lại một bác giấu tên thì cũng có tấm lòng hỗ trợ cho gia đình hai em chút thêm cho em hai em có động lực tiếp tục phấn đấu làm cái nhà mới. Còn về phía chính quyền địa phương thì cũng sẽ hứa chú cùng với chú anh với bác giấu tên thì cũng sẽ
cùng quản lý với lại hướng cho gia đình sử dụng cái nguồn tiền của anh với bác đúng vào mục đích để làm nhà cho hai em cùng với các cháu. Em cất tiền đi, cầm tiền cho vợ cất đi. Em không ngủ bánh á, em là hai anh ấy. Mời hai vợ chồng, đi sự uống nước đi. Mùa này là đang ở trong này đang làm gì? Có làm ngô không? Trồng ngô không? Có, gia đình em ấy làm một tí ngô không, lại không có cho lợn gà ăn. Mấy con lợn, mấy con gà. Nhà em là có nhiều ruộng không? Không, ít thôi. Cái đợt trước là lợn là chạy được nhờ? Lợn là có mấy con? Lợn có 10 con. 10 con lợn nhờ? Đấy, may mà lợn đã cháy anh chưa ạ? Hay là lợn có nghĩa nóng quá lợn nhảy ra luôn. Còn đâu thì mọi thứ đồ dùng trong gia đình, nồi niêu xoong chảo, bát đũa là cháy sạch luôn. Có bộ quần áo mặc trên người đi làm thôi. Giờ đấy là giờ khoảng buổi chiều, 3 giờ chiều, thế là không ai ở nhà. Đi làm hết. Đợt này mình nếu mà ấy là làm cái nhà bê tông thì cũng ấy hơn đúng không? Vâng. Đấy là cũng trước làm thì cũng làm nhà gỗ thì vách làm bằng cái tre nữa. Đấy, lên trước vách là những cũng bằng này này anh này, thế nó mới dễ cháy. Nó cháy ở gầm sàn lên hết. Xong là nó mới cháy lan lên trên. Gầm sàn thì để nhiều đồ nữa. Ra được khá lâu rồi, được nhà đấy em năm. Em làm được 8 năm rồi. Vâng. Trước là vẫn vách xung quanh bằng cây tre hết à? Vâng, xung quanh hết, cả dưới dải cũng bằng giáp. À. Cái giáp này không dùng ván. Là cũng dải bằng cây tre, cái vầu hết. Thế nó mới dễ cháy nhờ, bắt lửa nhanh. Lập bằng pro đấy, lập bằng pro. Các cụ ngày xưa cũng làm như thế, nhưng mà các cụ ngày xưa là không có điện nên là nó ít, mà bây giờ nó điện đó mà nó chập cháy bất kể lúc nào. Thế đợt trước là có đun gì ở dưới gầm sàn không? Không, dưới gầm sàn không đun gì, chỉ là để củi dưới gầm sàn. Thế là chắc do điện thôi nhỉ? Điện chập hay sao? Nghi là điện chập. Điện chập xong là mình không ở nhà, không phát hiện được. Vâng, cũng không ai ở nhà. Đi làm hết rồi, giờ đấy đi làm. Qua đây thì ước cũng mong các mạnh thường quân ủng hộ giúp gia đình nhà em Giang. Đấy, cũng không may là bị cháy. Mong các bác, nếu các bác nào muốn giúp gia đình em Giang thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của ước hiện trên góc màn hình nhé. Em ấy bảo là muốn làm một cái căn nhà nhưng mà bây giờ vẫn không đủ kinh phí để làm các bác. Đấy, bên thôn, bên xá cũng hỗ trợ được một phần thôi. Nên giờ không đủ kinh phí để làm, vẫn hai vợ chồng vẫn ở cái nhà tạm đây. Cả thôn, cả bộ đội, cả dân quân làm. Hôm đấy anh vào đây mà. Anh chẳng vào đây đấy, em nhớ không? Em vào một lúc xong anh về. Đấy là dân quân, đấy mấy anh dân quân đang bắt đầu chôn cột. Thế cái nền nhà ở trong là em san ra hết rồi à? Vâng. Xá xuống mà là sàn có mấy ở gần thì xem san nhìn thấy nó
nó nhìn thấy nó ám ảnh quá, san đi. Lấp hết cái nền cũ đi đúng không? Đợt trước ngày mưa này cái nhà có bị dột không? Không. Nhà tạm này này. Không ạ. Đây, anh em làm cũng làm cũng nhìn chắn. Nhìn cũng chắc chắn mà nhỉ anh nhỉ? Đấy, lập giấy này nếu mà bình thường thì vẫn ở được đấy. 1-2 năm. Hơn 1.000 cọ đấy. Hôm đấy là người lấy cây, lấy cọ, lấy phân tốc. Chặt cái cọ này cũng mất nhiều thời gian lắm nhá. Rồi là ai muốn về một tiếng thì việc thì nó bao dài. Chứ còn mình còn lấy cọ trước. Này hôm đấy thì vừa lấy cọ vừa lấy cây. Lại vừa chặt cây thì người thì nào. Bây giờ mà hôm đấy là thời tiết nó lại khô, không bị mưa. Mưa thì mưa nó lại nó khô hành, nó mấy khô hành quá. Hôm đấy bị cháy như là hôm đấy nắng lắm, nắng khô hành. Nếu mà nó ẩm ẩm thì chắc là không sao. Như cái tre cột này này nhà anh nhỉ, cột tre này trước nhà toàn làm bằng cột này thôi chứ thời trước ấy, cái này là tre ngà ấy. Nó ít ăn hơn. Mối nó ăn nhưng mà mọt nó ít ăn với lại nó dày. Trừ khi là nó mình chôn dưới đất thì nó bị thối. Đúng rồi. Lâu năm quá thì nó dính mưa nó thối. Đây như anh biết cây này mà. Cây này tốt lắm. Cây này gọi là tre ngà, tre gai đấy. Vâng, đúng rồi. Cây nó dày chắc lắm. Cái này mà ngâm được nhá, ngâm được về làm nhà sàn được. Làm nhà sàn, làm sàn thấp bia được. Cây này bền. Cái này có người họ còn lấy cây to về xong xiên làm sàn cao. Ở đấy. Đợt trước anh cũng làm một cái lán cũng bằng cây này mà. Anh biết mà. Anh chưa biết cây đấy không? Có. Cây này cây. Đúng rồi. Chủ yếu là đây mình chôn ở dưới này là muối nó hay sông ăn kìa. Kìa đã có muối lên đầy rồi kìa. Đúng không? Vâng, đất đỏ này nhiều muối lắm. Đất đỏ này rất nhiều. Nó còn bên cạnh còn có tổ. Thế nhà Giang là có trâu không? Có con nuôi trâu không? Có. Có hai con. Hai con trâu à? May mà trâu với lợn vẫn còn. Hoặc là chạy thoát thân được ấy, đúng không? Rồi. Bây giờ là 20 con rồi. 3 con. Chương trình là... Thế bây giờ trâu em vẫn nhốt ở bên nền kia? Vâng, để như bên nhà bố. Thôi bây giờ chắc là anh cũng xin phép đi về đây nhá. Vâng. Nhà anh Quyền nhá. Đi mình đi ra thôi nhỉ. Gia đình ăn cơm chưa? Chưa. Chưa nấu đâu à? Chưa. Ờ thì hai vợ chồng nấu cơm ăn cơm đi nhá. Vâng. Ở đây với em ăn cơm hai em. Ờ thôi để hôm nào nếu mà có dịp sau thì anh vào. Ờ được rồi, để đợt sau anh vào anh ăn. Cảm ơn anh Thuận thôi. Anh Thuận ở Vũng Tàu hỗ trợ gia đình 10 triệu với một bác giấu tên. Cả anh Thuận và cả anh cũng giúp hai vợ chồng em nhiều. Rồi. Chồng em cảm ơn nhiều. Em ơi xin chào nhé. Đấy, trời lại sắp mưa. Hôm nay là mưa. Nắng hay lắm. Sáng nay mưa. Bà con đi chợ ở ngoài thành phố.
Lúc đấy ở ngoài mưa to mà anh mà. Mưa to thì em mới không đi xe máy được, gọi anh Sự vào. Ngoài Hà Giang đang mưa to. Thế này có cánh đồng rộng đấy chứ nhỉ anh nhỉ? Bát ngát luôn đấy. Cả thôn là ruộng của toàn thể bà con là ở dưới này hết. Nhà anh có dưới này này? Có mà. Nhà anh ở đoạn bên trên kia. Ừ. Có một đường thông sang bên kia đúng không anh? Đấy. Đường đấy là đi xuống kia là cũng gọi là đường hết đường luôn. Cũng là đường cụt. Xuống một đoạn từ đây đi vào khoảng 500 mét nữa là hết. Qua cái nải tràn như thế. Vâng. Ở trong này nó chung nhiều đường quá, em không phân biệt được đâu luôn. Đường nào, chỗ nào giống chỗ nào. Bên kia lại có đường thông ra kia phải không? Chỗ không, cầu ấy. Đường kia là chỉ rẽ đi vào nhóm hộ thôi. À. Không, có nghĩa là cả cái thôn này là không có đường thông sang các cái thôn khác nữa. Là chỉ có một đường vào và một đường ra thôi. À. Là hết đường ấy. Đây, mấy năm trước thì bà con canh tác lúa rồi là ngô còn chưa chậm, lại chưa áp dụng theo cái khung thời vụ, là như thời điểm hiện nay của các năm trước đấy là ruộng là vẫn còn toàn cỏ đấy, xanh đét, cứ phải rằm giết xong thì mới bắt đầu cấy. Thôi anh về nhá, chào hai vợ chồng nhá. Chào em nhá, anh về. Anh đi tắm để em quay cho anh. Bây giờ cùng em nữa là đi xuống bắt cá suối. Ở đây có suối nước trong lắm, không biết có cá không. Lội đi anh. Đây như đoạn này nếu mà mưa to thì chắc là cũng không sang được đâu mà nhỉ anh nhỉ. Cái này là mưa to là không đi được đấy. Ở bên trong này là còn có 7 hộ nữa. 7 hộ nữa qua cái đường này. 7 hộ thì có hơn 10 cháu học sinh. Này là cũng khá là khó khăn về cái vấn đề đường đi. Cái này 50 cái cống vào là chắc là được nhỉ. Vâng. 8 cống. Đấy, cống cho nó nước mưa, lúc mưa thì mình đi lại được ấy. Mùa mưa là học sinh là không có đường vòng ấy. Đây ao này có cá này bao giờ nó mới lớn nữa. Ở trong này ở trong Kim Thạch Phú Linh này thực ra nhiều, rất nhiều ao cá to nhá, nhờ anh Quyển công nhận không? Bởi vì hệ thống rừng còn nhiều, nhưng mà các cái đầu nguồn nước nó vẫn còn chảy ấy. Vâng, em thấy vào trong này nhiều ao to. Ao to như hồ luôn đấy. Xung quanh là các cái hệ thống rừng tự nhiên là cơ bản là vẫn còn. Còn chưa chặt phá. Thế mình giữ được rừng nguyên sinh. Nước nguồn nó vẫn còn chảy. Mình đi bộ từ ngoài chỗ để xe vào chắc hơn cây đấy nhỉ. Đến không anh? Hay. Có khi mình bẻ ít là sắn về cho cá là tốt đấy. Thôi. Không cần đâu. Bẻ đây này. Nào tiện. Không về nhà héo đấy. Không héo đâu. Vậy lại của bà con thôi. Cái này hàng rào của nó có phải mình để cây đâu. Cái hàng rào ngoài này. Cái này lấy là lấy được mà. Cái ngoài này lấy tốt. Đây như cây này lấy được. Nhưng mà thôi. Mình bẻ đi nó lại phát triển lên. Nó phát triển lên mà. Cái này nó lại không là tính nó lại không chết. Mà mình bẻ ở cây đâu. Bẻ ở cây là không bẻ được. Cái cây nó còn phát triển cả cây sắn nữa. Ừ. Nó còn phát triển cả củ đấy. Đấy, phát triển cả củ. Không phát triển thân thì củ nó mới. Cái kia là mình ở đấy là như kiểu cái hàng rào đó. Ừ. Nhiều lúc là đi vào tìm lá sắn là hơi hiếm ấy, đúng không? Hiếm mà bây giờ nhiều chỗ là nuôi cá ít trồng. Mà trồng thì có nhiều hộ nuôi thì người ta cũng bẻ nhiều. Đúng không? Cái vặt lá được cá.
mà ta cắm hay mới nuôi chưa là ăn là cắm ác lắm. Ta cắm ta bông màu lớn. Trong này trồng được nhiều cây chuối nhỉ? Em thấy cây chuối nhiều. Bây giờ anh em mình đi xuống chuối này bắt bắt cá đã nhá. Đấy, bây giờ anh em mình đi xuống này. Nhiều không anh? Chuối này chảy nó to này. Thế này à? Ừ. Chạch 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 gai kìa. Gai thì xấu. Ừ. Xuống tắm à? Thế mà xuống rửa chân lạ gì? Xuống đi, xuống rửa đi. Anh Sự rất thông minh nha. Sợ bẩn xe nên là ông giả vờ rủ mình xuống để rửa chân. Đấy. Tính toán cả đấy. Cái này là chết, à cái này là con rêu, rêu ấy này đúng không? Rêu đấy. Đấy, em thấy nước nào? Nước chảy trong xanh chưa? Nước nhiều nhờ. Ừ. Này. Mát lẹm. Giờ một cái bắt ốc. Cái này cá này. Có cá mà. Có cá mà. Cảm ơn cá sản. Ồ, cũng còn nhiều lắm. Mấy cá... Trơn đấy nhá, rêu của chú là chú đi đôi dép siêu nhẹ là trơn đấy. Cái chú nó hơi sâu hơi ấy, không thì theo chú lên cho nó mát. À, lội được theo suối lên là mát lắm đấy. Vừa đâu đi anh? Gọi nhá. Rửa mặt đi. Rửa mặt được mà. Rửa mặt nước này sạch rồi. Nước này nước không phải nước đấy. Còn là hôm qua nó mới mưa là nước cũng hơi cũng màu lắm. Tạm để anh thử gội tí nha, giống không nha. Ừ. Mát lẹ. Cái đầu không có tóc có khác nhờ. Gội phát mát luôn. Mình xịn. Đấy. Anh Sự đi đóng phim hài được đấy. Bác đấy. Đi, đi lên đây anh. Nào lên trên kia chắc phải rửa một lần nữa không người bước lên xe anh chịu bẩn đấy. Ký lên trên đấy mình lại rửa tiếp. Còn bùn. Lên đây anh Sư ơi. Okay. Anh Sư đang quay quay phim. Khổ quá cả thôn. Anh Sự đúng hài. Còn này mà có con cá nào là nhất là ướt là không bắt được ạ. Anh cứ ở đấy mà bắt nha. Em về trước đây. Bây giờ đi ra đâu rửa chân tiếp được nhỉ? Không. Đấy. Lúc đấy vừa rửa xong lại chân lại bẩn hết rồi. Anh đi ra kia rửa đó. Bây giờ anh ngồi xuống kia anh rửa. Kìa. Xong đi qua nhà anh uống nước lại nhỉ? Chị làm cơm rồi mà. Thôi rồi, không cơm nước gì đâu anh ạ. Chị làm rồi. À, phiền anh chị quá. Cái kia phải rau không nhỉ anh nhỉ? Cái này rau rút đúng không? To nhiều. Cái này mà chặt được nó mọc nhiều lắm. Mình cần ngắt cho nó càng mọc nhiều, càng ra nhiều. Đấy, ống này nước cũng nhiều đấy chứ. Ở đây câu được đấy anh ạ, nhờ. Yeah. Câu ở dưới đập này được đấy. Nước ở trong này rất là sạch các bạn. Cái này dắt trẻ con xuống đây tắm được mà.
hết câu lên đường. Ước cùng với anh Sử vừa ăn cơm ở nhà anh Quyển trưởng thôn xong. Em chào anh nhá. Rồi. Chào vâng. Em nhá. Em cảm ơn bữa cơm. Giờ anh em tiếp tục đi lên Lùng Cáng nha các bác nhá. Lúc anh em mình ở đây là trời râm, bây giờ là trời nắng rồi đấy, đúng không? Vào đầu giờ chiều trời lại nắng trở lại rồi. Nhưng này, mà mây là trời oi ấy. Mây ở kia là vẫn còn nhá em nhá. Nhìn thấy mây chưa? Bên trên đấy đán dầu hai nha anh. Ừ, mây phủ vẫn còn nguyên. Đấy, cho nó mát mẻ. Nếu mà không thấy mát nữa là lấy cái chắn râm ra là mát luôn. Mát mà đây, mát rồi. Bây giờ anh đi lên Lùng Cáng nhé. Rồi, bây giờ mình chạy thẳng lên Lùng Cáng. Xong là chiều tối còn về nhà hàng nữa cơ. Còn có khách nên là vào hỗ trợ anh em ở trong đấy. Ổi ấy, trẻ con trèo ổi. Trèo ổi. Trên trên kia có một con đường lên, đi lên rừng nhỉ. Đường một mòn như họ đang leo nhỉ. Thôi chắc giờ cũng xin kết thúc video nhé. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Bây giờ hai anh em đi lên Lùng Cáng là có tí công việc các bạn. Anh Sử chào các bác đi. Rồi. Xin chào các bác nha. Hai anh em tiếp tục đi lên Lùng Cáng tiếp. Nào, hôm nay là ngày hôm nay là đồng hành cùng em ước. Trên ở đây của họ xây cái ao to lắm. Ở đây nhiều ao to mà anh mà. Hai cái ao to lắm. Đây đây trẻ con nó đi ở đây này. Đi lặn cá này. Đi lặn cá này. Tốt lắm là anh em mình sẽ không lên cái đỉnh trên kia rồi đấy nhỉ. Đán dầu ba. Này các bác nhìn thấy chỗ mây. Chỗ mây mà đi sang ngang kia là đán dầu ba nha các bác nhá. Đán dầu ba thì lần trước ước với anh Thắng đi một lần vắt cắn gọi là kín chân luôn. Đến khu vực cầu cái mấy năm là cầu Lùng Bẻ. Lùng Bẻ. Bẻ trong tiếng Tây gọi là con dê các bạn. Lùng là đi tìm ấy đúng không? Đúng rồi. Trước ở khu này nhiều dê. Chuyên để thả dê. Ô cây sung to cho anh Sử nhỉ? Anh có ở đây không? Cái mặt vặt sung không? Vặt sung à? Có mà. Bây giờ tao vào đây vặt sung à? Ngồi chờ sung mấy tiếng rồi chả thấy sung phải làm sung nhỉ? Vắng nhỉ? Đường không có ai nhỉ? Buổi trưa ấy. Chưa, bà con chưa đi làm. Nhìn thấy cái các nhà ở trên vách vách kia chưa? Đây là nhà đá dầu hai đây. Ờ. Cái nhà đầu tiên anh em mình lên đi đúng không? Đấy bên này mình lên đường thẳng đấy là lên đá dầu hai đấy các bác. Nhìn thấy trắng trắng cái khu vách trắng trắng này. Có một cái chỗ nhà ngày đi mây. Lên lấy củi ở trên đấy. Trời nắng mà mây vẫn tụ vào kìa. Đúng không? Đúng rồi. Đấy là nhà của Dìn đấy. Ừ. Chỗ nhà Dìn đấy. Trời mây đẹp nhỉ anh Sử nhỉ? Quá đẹp luôn. Đây, tuyệt vời. Nhìn cái phong cảnh ở trên đỉnh mây kia. Chỉ thích lên đấy cho nó mát á nhỉ?